Ừ, uống miếng ngũ cốc đi. À, ngũ cốc đó. À, cái bánh này xin một miếng. Để chơi cà phê ngũ cốc không? Không. Hai cái pha nếu mà nó không bị đau bụng thì được. Kệ không sao đâu, nước sôi. Cứ pha đi, ừ, nước sôi. Thay đổi cái kiểu. Nếu đau bụng thì là mình thanh lọc. Mình cũng là dịp thanh lọc cơ thể. Đúng không? Dạ. Còn nếu không đau bụng là chữa thương, chữa lạnh. À, xin một chai. Cảm ơn. Dạ, chào anh. Anh tới uống cà phê. Có hai loại nha anh. Cà phê đen và cà phê sữa đá. Anh chọn cái nào? Đây này, cà phê sữa đá. Cà phê đen, hai cái nha. Rồi, anh có quyền uống hai gói. Thôi, uống gói là quá rồi. Xé ra thôi chị, xé. Sao xé ra bỏ miệng nha. Tôi thấy người ta ăn ngon quá. Đúng rồi, xé ra ăn rất ngon. Cái bánh mì à? Cái bánh cái dạng mà nó bánh mì khô á, ngon. À, sao chị? À, tôi đang quay. Bố quay bên đó không? Bố quay bên này bố. À, có quay. Quay cho con đi. Con quay. À, đưa chén nước lên mời. Ở mời người ta chứ đâu phải mình mời các ai đến là mời ăn. Dạ, còn à đó có cớ những nụ cười Caritas. À, sẽ đưa lên YouTube đấy nhá. Ừ. Có quay đẹp lắm. À, cái kinh của tôi đặc biệt là mấy chị lực lên nhiều lắm. À. Rồi lát nữa cứ lên mạng thấy là có liền, nhanh lắm, 30 giây. À, không, bên kênh riêng của mình. À, tôi Chính Hưng channel. Dạ. Chỗ đang chờ. Rót nước đi, rót nước đi chị. Cái này đã đổ luôn. Đúng rồi. Đây này em ngồi, anh quay em luôn. Ngồi chứ. À, khoảng 10 phút sau là mở mạng coi. Dạ, lên Chính Hưng channel. Dạ. Còn nếu không á, chị cứ mở mạng YouTube là nó ngay hiện lên này. Dạ. YouTube. Rồi xin phép ghi những khuôn mặt Caritas. Xin cảm ơn. Dạ có, đưa lên kênh. Lên kênh YouTube. Dạ. Anh cứ mở Chính Hưng channel. Có một clip rồi đó. Chính Hưng. Mở vô cái Tìm kiếm. À, rồi Chính Hưng channel. À, là lên một clip rồi đó. Đây, clip thứ hai. Chính Hưng kinh tế. Chính Hưng. Dạ. Channel. Có rồi, có một clip rồi đó. Nhưng mà mình không có quay giống với tổng giáo phận. Quay riêng. Quay riêng, không có nội dung, không có giống. Để tránh trùng. Dạ, còn nếu mà... Rồi, để tôi quay tốt cảnh xong tôi kết. Hay ha. Dạ, nó lên đẹp lắm. Vậy hả, gắt gắt rồi, ông quay cho tôi đứng ngay đây gắn. Không phải, quay luôn chứ gì. Đứng ngay đây. Rồi, chị đứng đây đi. Đứng ngay quay đẹp. Rồi, rồi. Đó, vậy nó mới đẹp đấy. Rồi, thì xin phép áo con. Con. Con.